Chào anh chị đã đến với kênh đầu tư chứng khoán của mình. Thì trong tuần vừa rồi, tuần từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10, chúng ta đã nhận thấy là cái thanh khoản của thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua cũng đã giao dịch một cách rất là dồi dào và có cái phần nào tích cực, liên tục duy trì ở cái mức cao về thanh khoản và lẫn cái mức độ mà chúng ta thấy là tăng trưởng về giá. Tuy vậy thì nếu như chúng ta nhìn nhận về cái tình hình của thị trường chung của thế giới đang diễn ra thì chúng ta thấy là phần nào nó tương đối phức tạp. Những cái tin tức nó liên tục xuất hiện khiến cho tâm lý của nhà đầu tư bị tác động khá là rõ ràng. Do vậy thì trong nội dung của video này chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những cái diễn biến chính đã xảy ra trong tuần vừa qua để từ đó chúng ta tiếp tục nêu ra những cái kịch bản và chúng ta tiếp tục phân tích 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường nằm trong rổ VN30 tuần từ ngày 12 tháng 10 cho đến ngày 16 tháng 10. Một vài cái thông tin ưu đãi dành cho quý khách hàng tại công ty chứng khoán VPS thì hiện tại VPS đang tung ra cái chương trình cho vay với cái lãi suất 6,8%, không kèm cái điều kiện giao dịch dành cho tất cả các khách hàng mới, và đồng thời những cái khách hàng cũ nhưng không có giao dịch trong vòng 1-6 tháng trước thì vẫn được áp dụng chính sách này. Ngoài cái chính sách mà cho vay với cái mức lãi suất thấp nhất, chúng ta thấy là thấp nhất chỉ ở mức là 6,8% trong một năm, thì chúng ta cũng đã được biết là VPS hiện tại đang miễn phí giao dịch đối với các khách hàng mở cái tài khoản mới. Và cái việc như các anh chị đã biết là việc miễn phí giao dịch là phần nào giúp các anh chị có thể tiết kiệm được một cái phần kinh phí mà chúng ta giao dịch trong quá trình mua bán cổ phiếu cũng như là giao dịch trong cái thị trường chứng khoán này. Và với cái việc mà chúng ta ảnh hưởng và tác động, nếu như chúng ta tính đến cái việc mà lãi suất kép, cái lãi suất dài hạn hàng năm, thì cái việc mà miễn phí giao dịch này sẽ là một trong những cái tiêu chí có thể giúp chúng ta tiết kiệm được phần lớn cái nguồn vốn khi chúng ta đầu tư. Và như các anh chị đã biết, khi mà các anh chị mua bán về cổ phiếu cũng như là giao dịch chứng khoán phái sinh thì các anh chị ngoài cái phí phải trả cho công ty thì các anh chị còn phải trả thêm cái phí sở cũng như là cái phần trăm thuế cá nhân của các anh chị. Thì cái việc mà phí sở cũng như là thuế thu nhập cá nhân thì các anh chị bắt buộc là phải đóng đối với bất kỳ các công ty chứng khoán nào. Đối với VPS hiện tại là đang miễn phí giao dịch ha, phí giao dịch tức là phí mà anh chị phải trả cho công ty á. Để hiểu cái việc mà miễn phí giao dịch khi mà các anh chị tham gia vào việc mua bán cổ phiếu như thế nào thì các anh chị nhìn vào cái bảng giá Excel tại đây. Trong bảng Excel này mình sẽ làm một cái phép tính cơ bản để có thể cho các anh chị thấy là việc miễn phí giao dịch sẽ tiết kiệm được như thế nào cho các anh chị nha. Ví dụ như các anh chị giao dịch chứng khoán phái sinh tại công ty chứng khoán VPS này, hiện tại phí sở và phí thu nhập cá nhân là bắt buộc các anh chị phải trả ở bất kỳ công ty chứng khoán nào. Còn cái việc phí giao dịch ở đây tức là phí phải trả công ty thì VPS hiện tại đang miễn phí. Còn đối với các công ty khác thì bình quân vẫn đang lấy ở cái mức giá từ 5.000 cho đến 6.000 một hợp đồng. Ví dụ một ngày các anh chị ra vào đặt lệnh mua bán khoảng 4 lần trong một ngày thì anh chị khoảng có 8 lần đặt lệnh ở mỗi công ty. Thì như vậy cái mức phí, tổng cái mức phí mà các anh chị phải trả cho các công ty khác khoảng 117.000. Tuy nhiên thì với cái việc miễn phí giao dịch thì các anh chị chỉ trả khoảng 69.000 đối với việc mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS nha. Rồi ví dụ đó là một hợp đồng. Còn khi các anh chị giao dịch khoảng 100 hợp đồng thì cái số tiền phí mà các anh chị trả là nó đã lên tới là 11.700.000 ha, 11.700.000 rồi đối với 100 hợp đồng chứng khoán phái sinh á. Đối với VPS thì các anh chị trả khoảng 6.9 triệu tiền phí. Cái đó là trong một ngày giao dịch. Nếu như các anh chị tính ra một tháng như vậy thì các anh chị tiết kiệm được bao nhiêu thì các anh chị lấy khoản phí này các anh trừ ra ha. Một tháng thì chúng ta sẽ có khoảng 20 ngày để chúng ta giao dịch, thì như vậy thì các anh chị tiết kiệm được là 96 triệu đồng tiền phí. Như vậy là một con số rất là lớn đối với cái việc anh chị giao dịch cũng như là cái giá trị mà các anh chị, cái nguồn vốn mà anh chị bỏ vào lớn á, thì các anh chị sẽ tiết kiệm được cái phần phí giao dịch này rất là nhiều rồi. Cái đây là mới một tháng thôi. Nếu như chúng ta tính cái lãi suất kép cũng như là cái thời gian mà chúng ta đầu tư lâu dài chúng ta nhân ra thì rõ ràng là cái số tiền này sẽ là một cái số tiền rất là lớn mà các anh chị có thể tiết kiệm được ha. Và hiện tại như các anh chị đã biết là trong kênh của chúng ta là có hệ sinh thái bao gồm 3 cái nhóm. Và đặc biệt là cái nhóm VIP cơ sở này được sử dụng để hỗ trợ các anh chị đã mở tài khoản có cái ID mình quản lý, thì mình sẽ hỗ trợ và chăm sóc riêng cho các anh chị nha. Mọi cái thông tin để có thể mở một cái tài khoản chứng khoán VPS giao dịch hoàn toàn miễn phí, các anh chị cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0798979648. Các anh chị chỉ việc add Zalo và nhắn với mình một cái tin là tôi muốn mở tài khoản chứng khoán, như vậy là được rồi, không cần cái thủ tục gì phức tạp cả nha các anh chị.
Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi vào cái việc nhận định những cái diễn biến chính của chỉ số VN Index của chúng ta, đặc biệt là trong tuần vừa qua, tuần từ ngày 5 cho tới ngày 9 tháng 10 năm 2020. Thì như các anh chị đã biết là nếu như chúng ta tập trung và chúng ta gộp các mẫu hình nến tại đây thành một cái mẫu hình nến tuần á, thì các cái chỉ số của thị trường nó biến động tương đối là tích cực trong tuần vừa qua. VN Index của chúng ta kết thúc tuần tăng khoảng 1.55%, ở đạt hiện tại đạt ở mức điểm là 924 điểm. HNX Index cũng đóng cửa tuần và tăng 1.48%. Và hiện tại HNX Index đang đóng cửa tại cái vùng là 136.91 điểm. Và tính cái về thanh khoản, cái lượng thanh khoản, khối lượng khớp lệnh trung bình trên cả hai sàn chúng ta thấy là biến động cùng chiều trong tuần vừa qua. Khối lượng mà khớp lệnh trung bình trên sàn thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 436 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy là nó tăng khoảng 11.3% so với cái tuần giao dịch trước. Còn đối với sàn Hà Nội thì chúng ta thấy là đạt khoảng 67 triệu cổ phiếu trên một phiên, nhưng nó tăng khoảng 12.2%. Và nếu như mà chúng ta xét về cái việc phân tích kỹ thuật đó anh chị, thì rõ ràng cái tuần vừa qua là một cái tuần chúng ta có thể gọi là tăng điểm trong nghi ngờ. Thị trường của chúng ta từ ngày 5 tháng 10 cho đến ngày 9 tháng 10 chúng ta thấy là có một cái mức tăng điểm khoảng 1.55%. Tuy nhiên thì vấn đề tăng này chúng ta thấy là hoàn toàn nó không có được cái sự đồng thuận về tâm lý của nhà đầu tư, mà chúng ta có thể gọi là tăng trong nghi ngờ. Và khi mà thị trường tăng trong nghi ngờ và chúng ta thấy là một cái trạng thái gọi là xanh vỏ đỏ lòng, thị trường tăng. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta xét thấy thì có cái sự phân hóa rất là đáng kể, và các cái cổ phiếu, các cái dòng cổ phiếu chúng ta thấy nó luôn phiên tăng điểm rồi lại điều chỉnh, luôn phiên tăng điểm rồi lại điều chỉnh, và khiến cho cái việc chọn lựa chọn ra các cổ phiếu tốt để đầu tư là một vấn đề hết sức khó khăn đối với nhà đầu tư trong những cái giai đoạn khá là nhạy cảm như thế này. Và với cái chỉ báo kỹ thuật tại đây thì chúng ta thấy là trong tuần thì đã có những cái nhịp mà chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là chỉ báo Stock Oscillator các bạn, nó đã đảo chiều, quay đầu đảo chiều giảm rồi. Tuy nhiên đến cuối tuần, những cái phiên tiếp theo, phiên ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong cái tuần bình tuần ngày hôm nay này, bạn thấy là thì cái tín hiệu Stock Oscillator nó đã quay đầu, nó tăng ngược trở lại. Thì như vậy thì cái sự đảo chiều luân phiên của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường của chúng ta nó đang trong một cái xu hướng mà khá là giằng co và phân vân về cái tâm lý của nhà đầu tư, khiến cho thị trường không ủng hộ cái xu hướng tăng nó khá là mạnh mà chúng ta gọi là cái xu hướng tăng trong nghi ngờ. Và VN Index của chúng ta hiện vẫn đang duy trì ở bên trên cái đường trung bình động SMA 10 và SMA 20, tương ứng với những cái vùng hỗ trợ chúng ta gọi là vùng 910 cho đến vùng 915 phía bên trên này. Thì về cơ bản chúng ta đã vượt qua khỏi cái vùng 915 về cái áp lực tâm lý và đang hướng đến cái vùng mục tiêu ngắn nhất mà theo cái việc mà chúng ta phân tích, đó là cái vùng khoảng 930. Tuy nhiên thì dưới cái áp lực thì chúng ta thấy là trong khi đó thì cái dải Bollinger Band trên tương ứng với cái vùng kháng cự là khoảng 920 đến cái vùng 925 á, thì hiện đang vẫn đang gọi là cái vùng cái áp lực kỹ thuật gây cái áp lực cũng như là cái lực cản tương đối là đáng kể đến với những cái diễn biến tăng điểm của chỉ số VN Index của chúng ta. Về cơ bản những cái nhận định này có thể đưa ra những cái nhận định về cái việc là thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái áp lực giảm điểm khi mà nó gặp những cái áp lực về cái hệ thống chỉ báo kỹ thuật như vậy ha. Còn đối với đường chỉ báo kỹ thuật MACD thì nó vẫn tiếp tục duy trì trong cái mức dưới đường tín hiệu và vẫn chưa có cái dấu hiệu đảo chiều tăng trở lại. Những cái tín hiệu này có thể là những cái tín hiệu gọi là chỉ báo về kỹ thuật thôi nha các bạn, tức là về mặt xác suất thì nó có thể là đúng hoặc là sai. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải kết hợp nhiều cái yếu tố về phân tích kỹ thuật, về phân tích cơ bản cũng như là phân tích về những yếu tố tin tức đến từ thị trường trong nước cũng như là thị trường thế giới, để nó có thể là gọi là chúng ta đưa ra một cái kịch bản gọi là ảnh hưởng và tác động đến tâm lý của nhà đầu tư nhiều nhất. Do vậy thì những cái chỉ báo kỹ thuật này là những cái chỉ báo ảnh hưởng tác động sẽ tiếp tục khiến cho chỉ số VN Index của chúng ta gặp cái áp lực gọi là áp lực giảm điểm trong những cái phiên giao dịch kế tiếp. Đặc biệt là cái phiên cuối tuần này chúng ta thấy là giá tăng, tuy nhiên thì cái khối lượng giao dịch, cái khối lượng thanh khoản á, thì nằm trong khoảng là 388 triệu cổ phiếu với cái giá trị giao dịch khoảng 6.600, thì về cơ bản nó đã thấp hơn so với những cái phiên trước đó rồi, khoảng 5 phiên trước đó là nó thấp hơn, cũng như là nó thấp hơn so với cái đường chỉ báo trung bình 20 phiên gần đây. Thì với cái việc mà phân tích kỹ thuật như các anh chị đã biết đó, thì cái việc mà giá tăng, tuy nhiên thì khối lượng giao dịch nó không tăng đi kèm, tức là thể hiện cái xu hướng có cái vấn đề là có thể là điều chỉnh giảm khi mà các cái nhà đầu tư
hiện tại vẫn đang có cái sự phân vân, cũng như là có sự dè chừng, dè dặt khi mà không có đồng thuận với cái việc là tín hiệu thị trường có tiếp tục tăng điểm hay không. Do vậy thì cái mũi tên mô phỏng cái kịch bản cho cái tuần tiếp theo mình vẫn đang hướng đến là những cái vùng rung lắc rất là mạnh của thị trường trong cái vùng từ vùng 920 cho đến cái vùng 925 tại đây. Thì đó là những cái nhịp rung lắc của thị trường. Thì tất nhiên rồi, nếu như mà thị trường có xảy ra những cái nhịp rung lắc thì anh chị vẫn đón nhận những cái xu hướng rung lắc này một cách rất là tự nhiên nha. Để mà chúng ta vẫn đang hướng đến cái kịch bản theo cái chỉ báo Fibonacci mà chúng ta hướng đến cái vùng mục tiêu trong trung hạn của chỉ số VN Index của anh chị, đó là vẫn phải bật lên đến cái vùng 930 này. Đó là sát về cái đặc điểm trung hạn. Còn về ngắn hạn như mình đã nói rồi, vẫn phải chịu những cái áp lực rung lắc về cái áp lực chỉ báo kỹ thuật này. Các hệ thống chỉ báo kỹ thuật nó cho chúng ta thấy là thị trường sẽ có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh giảm điểm trong ngắn hạn, cũng như là gần đây chúng ta thấy là cái tình hình về tin tức thị trường thế giới các anh chị, nó có rất là nhiều cái tin tức mà tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, khiến cho nhà đầu tư liên tục xảy ra những cái áp lực cái chốt lời trong ngắn hạn, cũng như là xảy ra những cái tình trạng gọi là gần như là bán tháo giảm điểm khá là mạnh trong những cái phiên cũng như là những cái tuần gần đây nhất có thể. Do vậy đồng thuận chúng ta vẫn kết luận lại là cái xu hướng trung hạn á, chúng ta vẫn đang là xu hướng tăng điểm và hướng đến cái vùng 930 điểm. Tuy nhiên về ngắn hạn thì tất nhiên chúng ta phải chịu những cái áp lực cũng như là những cái nhịp rung lắc ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Đó là cái góc nhìn về cái vấn đề mà chúng ta phân tích kỹ thuật nha. Còn nếu như mà chúng ta nhìn nhận rộng hơn về cái việc mà cái xu hướng cũng như là tình hình kinh tế thị trường của trong nước của chúng ta, về tình hình vĩ mô thì chúng ta theo như nhận định của nhiều chuyên gia và các cái tổ chức uy tín trên thế giới thì Việt Nam của chúng ta vẫn được xem là một trong những cái điểm sáng để chúng ta gọi là cái vấn đề hồi phục trong cái sự tăng trưởng kinh tế cuối năm 2020 và trong năm 2021-22. Với cái động lực chính đến từ cái việc như chúng ta đã biết đến là cái việc mà thu hút cái dòng vốn FDI á các bạn, và cái việc mà gọi là đẩy mạnh xuất khẩu khi được hưởng lợi từ cái sự dịch chuyển cái tổ chuỗi cung ứng toàn cầu. Cái chỉ số PMI như chúng ta đã biết là cái chỉ số sản xuất trong tháng 9 của Việt Nam nó hồi phục tương đối mạnh nhất đối với cái việc mà chúng ta so sánh với cái mức hồi phục trong cái khu vực ASEAN, lên cái mức là khoảng 52 điểm so với cái mức 45.7 điểm trong tháng 8, và với cái sản lượng tăng mạnh nhất trong vòng 14 tháng vừa qua. Đó, và với những cái số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê thì cho thấy các cái dữ liệu kinh tế vĩ mô trong quý 3 cũng đã phần nào cho thấy được cái sự cải thiện rõ rệt với cái mức tăng trưởng GDP quý 3 đạt khoảng 2.62%. Trong đó công nghiệp xây dựng tăng khoảng 3.08%, nông nghiệp tăng khoảng 1.84% và dịch vụ nó cũng đã bắt đầu phục hồi tăng trở lại rồi các bạn, khoảng 1.37%. Với cái số lượng doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động á các bạn, sau cái việc mà chúng ta bị ảnh hưởng và tác động bởi cái tình hình đại dịch nó quá là nặng nề đi, thì bây giờ các cái doanh nghiệp nó cũng đã bắt đầu quay trở lại để hoạt động và nó tăng trưởng lên theo cái ước tính của cái Tổng cục Thống kê là khoảng 2.9% so với cùng kỳ năm trước. Thì rõ ràng đó là những cái dấu hiệu khá là tích cực cho thấy cái nền kinh tế Việt Nam của chúng ta đã vượt qua những cái giai đoạn là giai đoạn khó khăn nhất của cái tình hình dịch bệnh Covid-19. Và cái chỉ số CPI là cái chỉ số lạm phát nó có tăng khoảng 2.98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 4.8% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng khoảng 34.8% GDP. Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 6.1% và các cái dự kiến cán mốc 9% trong năm 2020. Thì đó là về cơ bản cái tình hình kinh tế vĩ mô của chúng ta nhìn chung thì về cơ bản nó đang có cái sự hồi phục. Đó. Như vậy thì về tiềm năng kinh tế của chúng ta vẫn có cái lực mà chúng ta gọi là cái việc lực phát triển về kinh tế. Kết hợp với gì? Kết hợp với cái việc mà hiện tại chúng ta thấy là cái lãi suất huy động của ngân hàng, các ngân hàng gần đây đang có cái mức huy động nó tương đối giảm so với những cái tháng trước rồi. Do vậy thì về cơ bản cái dòng tiền đó thì về cơ bản nó sẽ phần nào nó đổ vào chứng khoán, vào trong cái quá trình đầu tư chứng khoán, và chúng ta vẫn đang hy vọng một cái kịch bản tươi sáng cho thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta. Đó, do vậy thì những cái tin tức rất tích cực đến từ cái việc phân tích kỹ thuật cũng như là đến từ cái việc phân tích cái nền kinh tế vĩ mô trong nước, những cái tiềm năng mà kinh tế của chúng ta vẫn còn phát triển với cái mục tiêu cuối năm 2020 và đầu năm 2000 và trong năm 2021. Do vậy thì cái chiến lược đầu tư trong cái giai đoạn này
Đối với các cái anh chị quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của mình thì mình có một vài cái lời khuyên cho anh chị về cái việc quản lý rủi ro giá vốn và đặc biệt là cái tỷ lệ ký quỹ đối với các anh chị sử dụng đồng bảy margin trong cái thời gian này, đặc biệt là cái thời gian chúng ta thấy là gọi là cái thời gian chốt lời ngắn hạn, chốt lời về trung hạn, tức là từ cái vùng 920 cho đến cái vùng 930 sẽ là những cái vùng chốt lời về trung hạn đối với các nhà đầu tư theo cái việc phân tích chỉ báo kỹ thuật Fibonacci á các bạn. Đó sẽ xảy ra những cái động thái chốt lời. Do vậy thì cứ rải rác ở trên đây á, thị trường tăng thì các cái nhà đầu tư sẽ cứ chốt lời 20-10%, 20-10% chốt lời dần dần lên đi. Thì cái này chúng ta gọi là đang trong cái giai đoạn dò đỉnh á, thì chúng ta vẫn chưa biết đỉnh nó nằm ở đâu đâu anh chị. Khi qua đỉnh rồi thì chúng ta biết đỉnh nó nằm ở đâu. Còn cái chiến lược đầu tư của anh chị như mình cũng đã biết, có anh chị cũng đã biết là cứ chốt lời dần dần lên. Đó, để nó đảm bảo và thực hiện hóa cái lợi nhuận của anh chị nó có mức rủi ro, có cái mức tốt hơn. Đó là cái đầu tiên, cái khuyến nghị về quản lý rủi ro cũng như là quản lý cái tỷ lệ quy kỹ quỹ trong cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn áp lực chốt lời trung hạn cũng như là những cái biến động về thông tin, tin tức đến từ tình hình đại dịch Covid-19 nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư, chúng ta gọi là nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư nha. Tức là những cái tin tức nào nó xảy ra thì rõ ràng chúng ta không nắm bắt được rồi. Nó đưa ra, nó ảnh hưởng và tác động đến tâm lý của nhà đầu tư thì chúng ta mới thấy được điều đó. Chứ tức chúng ta không đoán trước và chúng ta cũng không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Và khi mua mới thì chúng ta mua những cái tỷ trọng thấp, phổ biến những cái cổ phiếu có cái nền tảng tích lũy tốt, những cái cổ phiếu có cái tính chất phòng thủ cao, cũng như là xem xét giải ngân từng phần vào các cái cổ phiếu cũng như là có những cái nhịp điều chỉnh tích cực. Đó, những cái nhịp điều chỉnh tích cực nha, chứ không phải là những nhịp điều chỉnh quá là tiêu cực thì nó gãy kỹ thuật thì chúng ta không vội mua vào mà chúng ta phải quan sát. Thì đó là những cái khuyến nghị mà mình đưa ra cho nhà đầu tư. Thì tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đi vào việc phân tích 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30 nha các bạn. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ đến với việc phân tích từ trên xuống dưới nha các bạn, từ trên xuống dưới. Và nhắc các anh chị có thể nhớ là khoảng tối thứ hai hàng tuần á, khoảng 20 giờ thì sẽ có cái buổi livestream để có thể trả lời và tư vấn trực tiếp các cổ phiếu cho các anh chị đang quan tâm. Và cuối tuần khoảng tối thứ sáu, thứ bảy thì sẽ có video về phân tích 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30 ha. Nếu như các anh chị có yêu cầu và có những cái thông tin về việc livestream các ngày tiếp theo trong tuần á, thứ ba, thứ hai, thứ tư, thứ sáu chẳng hạn, thì cứ có thể comment ở phía dưới để mình có thể là hỗ trợ tạo ra các cái chuỗi video về livestream trực tiếp nhiều hơn để có thể hỗ trợ cho các anh chị nhiều hơn nha. Thì cái đó là tùy theo cái nhu cầu của anh chị thôi. Đầu tiên chúng ta đến với việc phân tích cổ phiếu của ngân hàng BIDV. Thì đối với ngân hàng BIDV á, thì như các anh chị đã biết thì mình sẽ mở cái bảng định giá của BIDV lên để cho các anh chị có thể xem nha. Đây. Đó thì chúng ta xem xét sơ qua về cơ bản của BIDV như thế nào. Thì đối với cổ phiếu BIDV thì rõ ràng nhận định á, thì các cái chỉ báo tại đây chúng ta đều biết BIDV là một trong những cái ngân hàng tốt, là một trong những cái ngân hàng có cái vị thế thanh khoản tốt so với ngành. Và với cái việc mà tỷ lệ tiền gửi trong tổng nguồn vốn huy động cao và chủ yếu nhờ lợi thế của một trong những cái ngân hàng gọi là ngân hàng quốc doanh uy tín và tên tuổi trong cái quá trình cũng như là cái việc huy động vốn, thì BIDV là một trong những cái cổ phiếu cũng như là cái doanh nghiệp được cái bảng định giá của mình đánh giá tốt về những cái chỉ báo tài chính cơ bản tại đây, cũng như là cái thông tin về vốn hóa, cũng như là cái thông tin về vốn hóa và cái uy tín của công ty. Nó là một trong những cổ phiếu blue chip rõ ràng rồi, nằm trong rổ VN30, có cái mức lợi nhuận thấp đi kèm với cái rủi ro thấp, cũng như là cái tính thanh khoản, đặc biệt là cái tính thanh khoản là cái tính minh bạch, phải kể đến là một trong những cái tính thông tin rất là tốt đối với cổ phiếu của ngân hàng BIDV. Và những cái thông tin mà được định giá tại cái bảng định giá của mình đưa ra các cái thông tin tại đây, ví dụ như cái thông tin về bảng cân đối kế toán chẳng hạn, thì đây là cái bảng mà giúp thể hiện cho chúng ta cái giá trị tài sản cũng như là cái nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm của doanh nghiệp đó. Và đối với cái báo cáo kết quả về hoạt động kinh doanh, cái lợi nhuận cũng như là cái doanh thu của doanh nghiệp tại đây, thì cho chúng ta biết là cái việc mà báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh á, nó được lập trên cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc kế toán và thực tế phát sinh chứ không phải là nguyên tắc kế toán tiền mặt. Và
Nhờ đó chúng ta tiếp tục chúng ta sử dụng các báo cáo về thông tin về luân chuyển tiền tệ. Báo cáo về luân chuyển tiền tệ là một trong các báo cáo mà chúng ta phải đọc trong cái thông tin báo cáo tài chính doanh nghiệp. Nó sẽ tổng hợp lại các tình hình về thu chi tiền tệ của doanh nghiệp, phân theo các hoạt động như hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư cũng như là hoạt động tài chính. Và thông qua cái báo cáo luân chuyển tiền tệ này thì cái nhà đầu tư cũng như nhà quản trị tài chính có thể lại thấy được trong cái kỳ kinh doanh đó thì doanh nghiệp đã lấy tiền ở đâu, chi tiêu vào đâu, sử dụng vào việc gì, có hiệu quả hay không, hiệu suất có cao hay không, để chúng ta đánh giá được và thấy được cái mối quan hệ giữa cái lợi nhuận và dòng tiền thuần nó tốt như thế nào, để chúng ta đánh giá được một cái sức mạnh tài chính của doanh nghiệp có tốt hay không. Và các chỉ số tài chính cơ bản tại đây cũng là một trong những cái tiêu chí để chúng ta đánh giá rất là tốt về doanh nghiệp cơ bản. Do vậy thì về cái uy tín của BIDV thì rõ ràng chúng ta chấp nhận và nhận thấy rồi. Tuy nhiên thì cái mức định giá của mình, 7 cái phương pháp định giá này, PE, rồi dòng tiền tương lai, rồi DCF, rồi định giá theo giá trị sổ sách, BCF và FCFS, LVE, thì đây là các cái phương pháp định giá mà chúng ta đều lấy cái công thức từ thành quả của quốc tế ha. Chúng ta lấy các công thức để chúng ta đưa vào Excel và chúng ta định giá tại đây. Do vậy thì về cơ bản định giá nó lại đánh giá không tốt. Và với cái mã định giá tại đây, cái mã định giá các bạn thấy là 111110. Như vậy thì về cơ bản cái mức định giá này trong thời điểm hiện tại chúng ta thấy chưa tốt. Tại vì sao? Tại vì cái điểm tiêu cực đối với ngân hàng BIDV, như các bạn biết là tổng cái mức dư nợ là nó tương đối lớn. BIDV do vậy sẽ đối mặt với cái rủi ro lớn hơn trong những cái kịch bản, gọi là cái kịch bản nếu như mà cái tình trạng suy thoái kinh tế diễn ra. Cái chất lượng tài sản chúng ta gọi là vẫn tương đối kém so với toàn ngành, cho dù là đã cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua, và với cái lớp đệm dự phòng tương đối là mỏng, và cái lợi nhuận ngân hàng sẽ phải chịu những cái áp lực điều chỉnh khi mà cái điều kiện kinh tế chung nó không phải thuận lợi. Do vậy thì về cái sức khỏe của nó, nếu như chúng ta hướng đến cái tình trạng mà suy thoái kinh tế thì nó sẽ rất là yếu. Nên nếu cái điều kiện thị trường không thuận lợi do cái tình hình dịch bệnh Covid-19 thì cái kế hoạch toàn vốn của BIDV sẽ bị trì hoãn. Do vậy mà cái mức điều chỉnh mà cái định giá của BIDV hiện tại đang xuống thấp hơn so với cái mức giá trị hiện tại của cổ phiếu này đang có. Và chúng ta xem lại là cổ phiếu hiện tại đang có mức giá là bao nhiêu ạ? 40.35. Chúng ta thấy là mức giá của BIDV hiện tại là 40.35, đúng không ạ? 40.35. Đó, thì như vậy thì nó rõ ràng là các thông tin định giá ở đây chúng ta thấy là nó không có tốt. Và chúng ta vẫn đang giữ cái mức khuyến nghị là sẽ giảm cái tỷ trọng, cũng như là vẫn đang tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu BIDV so với những cái hành động tiếp theo về cái mặt định giá theo cái phương pháp định giá này. Những cái phương pháp định giá chúng ta thấy là phương pháp định giá theo giá trị sổ sách, Price Book Value ấy, thì nó vẫn đang hợp tính theo các phương pháp thu nhập thặng dư. Đó, và nó thấp hơn cái mức trung bình 5 năm. Hiện tại cổ phiếu BIDV vẫn đang có cái mức giá trị thật cao hơn so với cái mức định giá. Do vậy thì về cơ bản cái khuyến nghị định giá nó đang cho những cái thông tin cũng như là cái tin tức không tốt về đối với BIDV về cơ bản nha. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem xét thêm về cái biểu đồ kỹ thuật như thế nào. Thì đối với cái biểu đồ kỹ thuật của BIDV á, thì như các anh chị thấy là nó đang nằm trong cái kênh sideways về ngắn hạn. Cái xu hướng của nó là điều chỉnh trong cái hộp Davat. Cái mức support nằm ở vùng 40, cái mức resistance kháng cự nằm ở vùng 41, và hiện tại đang trong cái kênh sideways, trong kênh sideways như thế này. Chạm lên cái vùng resistance rồi lại tiếp tục test lại cái vùng hỗ trợ phía bên dưới vùng 40 này. Và cái kênh sideways này vẫn đang giữ, cho dù cái xu hướng trung hạn và dài hạn là cái xu hướng tăng trưởng uptrend, tuy nhiên thì ngắn hạn là đang rơi vào kênh sideways. Do vậy chúng ta vẫn đang tiếp tục nhìn nhận và quan sát để xem xét cái tình trạng mà về khối lượng, về thanh khoản dòng tiền nó đổ vào BIDV á, thì nó có những bước được phá tốt hơn thì chúng ta mới xem xét cái việc mua và giải ngân đối với BIDV nha. Nhìn nhận về cơ bản và tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa cho chúng ta những cái điểm mua phù hợp nha các anh chị. Thì đó là cái việc phân tích kết hợp giữa cơ bản và phân tích kỹ thuật. Thì những cái cổ phiếu tiếp theo thì mình sẽ hạn chế việc phân tích cơ bản lại nha. Tại vì nếu như phân tích như vậy thì quả thật là nó sẽ rất là dài cái video á, và các anh chị xem sẽ rất là chán. Do vậy thì mình sẽ đi nhanh vào cái việc phân tích kỹ thuật là nhiều hơn. Đây là biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu CTG, cổ phiếu của Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Thì hiện tại cái xu hướng của Công Thương Việt Nam vẫn đang là cái xu hướng tăng trưởng trung hạn theo cái mô hình định giá là bullish rectangle. Đó là về ngắn hạn, về trung hạn là cái mô hình định giá bullish flat. Mô hình này đang là những cái mô hình nền
trồng nền cũng như là tạo ra một cái mô hình kỹ thuật chúng ta thấy là khá là tốt và ấn tượng đối với cổ phiếu của CTG. Tuy vậy thì CTG vẫn đang bước vào cái vùng gọi là cái vùng chốt lời về trung hạn, tức là cái vùng chốt lời phù hợp về trung hạn đối với CTG sẽ là cái vùng từ 27.5 cho đến cái vùng 29 phía bên trên, sẽ là những cái vùng gặp cái áp lực chốt lời về trung hạn đối với nhà đầu tư. Do vậy thì việc mua mới thì chúng ta vẫn đang chưa xem xét cái việc mua mới đối với CTG, mà cái việc ở đây là sẽ xem xét cái việc chốt lời dần ở với những cái vùng giá phía bên trên đối với CTG nha anh chị. Tiếp theo là chúng ta đến với cổ phiếu của Exim Bank thì như thế nào. Exim Bank thì trạng thái hiện tại vẫn đang sideways trong cái hộp Davat, và chúng ta thấy cái trạng thái sideways này kéo dài cũng khá là lâu rồi, 40 cho đến là 50 phiên về ngắn hạn. Do vậy thì về việc đầu tư ngắn hạn thì chúng ta sẽ hạn chế việc mua đối với Exim Bank, tại vì nó sẽ chôn vốn của chúng ta. Nó cứ sideways như thế này thì nó sẽ chôn vốn, mà chúng ta sẽ đánh lỡ cũng như là bỏ lỡ đi cơ hội đầu tư đối với các cái cổ phiếu khác tốt hơn, các cổ phiếu khác tốt hơn nha. Còn đối với Exim Bank thì như các anh chị biết là cái nền tảng chỉ số ROE, đó là cái tỷ suất mà sinh lời, cái tỷ suất sinh lời, chỉ số ROE, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu á, tức là cái chỉ số mà cho biết một đồng của vốn chủ sở hữu thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận á, thì hiện tại đối với Exim Bank nó vẫn đang tương đối là thấp, khoảng 4,4%, khoảng 4,4%. Chỉ số PE hiện tại của Exim Bank cũng đang được định giá khá là cao, khoảng 30.2. Tuy cái tình hình doanh thu về lợi nhuận nó có phần giảm so với cái quý cùng kỳ, do vậy thì về cơ bản nó vẫn chưa được đồng thuận cao cho lắm. Về mặt kỹ thuật nó cũng đang sideways trong cái kênh ngắn hạn như thế này khá là lâu rồi, do vậy thì chúng ta vẫn đang hạn chế cái việc mở mới đối với Exim Bank ạ. Rồi tiếp tục là FPT. Đối với FPT hiện tại chúng ta thấy là cổ phiếu đang sideways và lình xình tích lũy quanh cái vùng giá là từ 50 đến 51. Và tất nhiên rồi, về cơ bản thì trung hạn và dài hạn sẽ là một cái xu hướng uptrend đối với FPT, đáng để chúng ta đầu tư theo xu hướng dài hạn. Thì mình sẽ mở cái bảng định giá của FPT xem cái mã định giá của nó là gì nha. Đối với FPT có cái mã định giá là 11111. Do vậy thì về cơ bản là định giá của FPT khá là tốt, một cái cổ phiếu mà đáng để đầu tư và nắm giữ về mặt lâu dài. Về ngày mặt ngắn hạn thì nó đã qua cái vùng mua đẹp, tại vì cơ bản cái vùng mua đẹp của FPT phải từ vùng 48 đến cái vùng 49 sẽ là cái vùng mua đẹp đối với FPT. Vì hiện tại cổ phiếu sau khi bứt phá ra khỏi cái kênh của cái mô hình giá là bullish rectangle thì nó cũng đã có cái nhịp xu hướng điều chỉnh test lại cái vùng 50, sau đó bật tăng lên. Do vậy thì về cơ bản là tốt, chúng ta vẫn đang đón nhận cái xu hướng về dòng tiền đồng thuận hơn đối với FPT để hướng cổ phiếu này đến một cái ngưỡng mục tiêu phía bên trên này xa hơn, đó là vùng 53 về trung hạn nha. Chúng ta vẫn đang hướng cái kịch bản mục tiêu đó. Những cái chỉ báo kỹ thuật đây vẫn chưa xấu đối với FPT nha. Do vậy về cơ bản chúng ta vẫn không thể nào hướng cái xác suất mà nó giảm nhiều hơn, mà chúng ta vẫn đang hướng cái xác suất tăng đối với FPT. Tiếp theo là gas. Đây, mình có để số điện thoại đây nha các anh chị. Các anh chị mà có cái vấn đề gì quan tâm về, hỏi về đầu tư chứng khoán á, cứ liên hệ với mình, add Zalo vào, cứ hỏi tự nhiên thôi. Chúng ta thôi cứ trao đổi tự nhiên, không có gì e ngại cả. Rồi gas thì rõ ràng gas đang bị gặp những cái đỉnh kháng cự tâm lý, cái vùng resistance tại cái vùng 77.5 cho đến cái vùng 76 này này. Đó, do vậy thì những cái phiên mà nó bật tăng trở lên theo cái hướng mũi tên mà mình xác nhận tại đây á, thì nó cũng đã có những cái nhịp chững lại do gặp cái áp lực về tâm lý. Cái mô hình của gas rõ ràng về trung hạn nó cũng khá là đẹp ở đây, khi mà cái mô hình nó là bullish flat và ngắn hạn ở đây hình thành cái mô hình giá là bullish rectangle. Chúng ta sẽ mở cái bảng định giá xem cái tiêu chí định giá của gas có tốt hay không nha. Chúng ta cũng nên xem rồi. Cái mã định giá của gas khá là ấn tượng này, 11111. Với cái mã định giá này thì về cơ bản chúng ta nhận thấy là gas là một trong những cái cổ phiếu gọi là có thể gọi là đầu ngành về dầu khí rồi. Đó, cái nền tảng xu hướng đây chúng ta ghi nhận vẫn đang là cái nền tảng xu hướng tăng đối với gas. Và cái chỉ số nếu như xét về cơ bản thì chỉ số ROE khoảng 19.7%, tương đối cao. Định giá PE chúng ta khoảng thấy 14.3. Đó, do vậy thì về cơ bản cái hướng mà chúng ta đang gặp khó là cái hướng kỹ thuật. Hướng kỹ thuật thì nó sẽ gặp khó, tại vì đây là cái vùng cản tâm lý, cái vùng 775 này, 755 đến cái vùng 766 thì cái vùng cản tâm lý rồi. Do vậy thì cái vùng 74.3 được nhận xét là cái vùng khá là lỏng lẻo để chúng ta mở mua mới.
Chúng ta chỉ xác nhận mở mua mới khi mà cái kịch bản nó vượt thoát ra khỏi cái vùng 763 này thì chúng ta mới mua gia tăng tinh cường. Hoặc là cái vùng mua đẹp nhất là chúng ta cần phải đợi những cái nhịp tích lũy hồi lùi về cái vùng 71.5 phía bên này, 71.5, 72 á, thì chúng ta mở cái vùng mua mới thì sẽ là an toàn và cái mức độ rủi ro nó sẽ giảm xuống thấp đối với nhà đầu tư so hơn cái việc mua đuổi những cái vùng giá 74 cho đến 74.5 này là gọi là vùng giá rủi ro nha. Thì tại vì cái xu hướng ở đây vẫn là cái xu hướng sideways, khả năng test lại cái vùng support rất là nhiều. HD Bank rồi, HD Bank thì theo cái kỳ vọng của mình là nó cần phải chỉnh xuống cái nhịp tại cái vùng giá là 23.5 rồi 24 tại đây rồi nó bật tăng lên thì nó mới đẹp so với cái mức định giá Fibonacci này, công cụ Fibonacci nó đang hướng đến. Cái xu hướng chúng ta thấy là cái xu hướng tăng giá về trung hạn của HD Bank khá là ấn tượng. Và HD Bank cũng là một trong các cổ phiếu mà room VIP của mình vẫn đang nắm giữ đến thời điểm hiện tại cho cái mức sinh lời như khoảng hai mấy phần trăm. Thì chúng ta vẫn đang tiếp tục nắm giữ về trung hạn thôi. Tại vì về cơ bản HD Bank vẫn đang có cái xu hướng trung hạn khá là tốt theo cái mô hình giá. Ở đây là cái mô hình giá bullish flat và nó tăng trưởng lên tới cái mức này rồi. Và tới cái vùng này sẽ là gọi là cái vùng từ cái vùng 25 cho đến cái vùng 27 phía bên trên này. 27 phía bên trên sẽ gọi là cái vùng chốt lời về trung hạn đối với HD Bank rồi nha các bạn. Đó, do vậy thì về cơ bản chạm vào cái vùng 25 này nó cũng đã có những cái nhịp gọi là cái nhịp lùi về rồi. Do vậy thì có mua mới hay không? Thì cái nền tích lũy sau 3 cái phiên tích lũy tại cái vùng giá 24.5 này chưa đủ điều kiện để mình xác nhận gọi là tích lũy an toàn. Chưa có đủ điều kiện xác nhận tích lũy an toàn. Do vậy về mặt xác suất đầu tư thì mình sẽ hạn chế đầu tư mua và mở mua mới ở những cái vùng 24.5. Ở trường hợp nếu như cổ phiếu này khá là tích cực vượt luôn khỏi cái vùng 25.3 ở phía trên này thì vẫn xác định tham gia vào một ít cũng được nha. Còn cái vùng này thì nó sẽ rất là khó chịu tại vì cái kỳ vọng của mình là nó lùi về, nó test quanh cái vùng giá 24 ở phía này này. Đó, quanh cái vùng giá 24 phía này rồi nó mới bật tăng trở lại thì nó ổn và nó đẹp hơn so với cái việc mà chúng ta phân tích về cái phân tích kỹ thuật nha. Còn đối với HD Bank thì chúng ta vẫn khỏi chê rồi. ROE là khoảng 10.8%, PE định giá khá là thấp 5.8 và cái hiệu suất về doanh thu và lợi nhuận quý 2 chúng ta thấy là tăng trưởng tốt, ấn tượng, ổn định. Do vậy về cơ bản là không có gì để chúng ta lo lắng. Chúng ta chỉ đang tìm một cái vùng mua đẹp theo cái hướng phân tích kỹ thuật này mà thôi. Do vậy chúng ta vẫn chưa vội hàng. Room của mình vẫn đang nắm giữ nên chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ về trung hạn. Các bạn thấy là thường những cái nhịp chỉnh của HD Bank nó lùi về phải là chỉnh từ 3-5% là đó, 3-5% khoảng những vùng 24 này là đẹp để chúng ta mua vào nha. Hòa Phát thì khá là tốt rồi, rất là nhiều các anh chị trong room chat của chúng ta là coi Hòa Phát như là một vị thần vậy, như vậy chúng ta thấy tăng trưởng khá là đẹp. Và rõ ràng để chúng ta mở lại xem cái bảng định giá của Hòa Phát là như thế nào này. Chúng ta xem cái bảng định giá của Hòa Phát nha. Đây, một cái bảng định giá mà chúng ta thấy là khá là đẹp về cái mặt cơ bản này, blue chip, những cái chỉ số ROA, ROE, ROS, GSDR là một trong những cái tiêu chí khá là đẹp của Hòa Phát, kết hợp với cái thông tin về bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ và cái tình hình báo cáo kết quả doanh thu lợi nhuận tại đây khá là ấn tượng. Trong khi mà Hòa Phát những số liệu gần nhất, chỉ số ROE đạt được khoảng 17.7%, PE định giá khá là đẹp 10.0 và cái tình hình doanh thu lợi nhuận quý 2 chúng ta thấy là tăng trưởng tốt khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Và mức định giá này chúng ta thấy là định giá từ cái hồi giá nó khoảng là 22.3 này. Đó, 22.3 là định giá nó lên khoảng vùng 50-51 phía bên trên này rồi. Đến thời điểm hiện tại thì giá của Hòa Phát là 28.5 thì chúng ta xem lại định giá như thế nào. Đó, 28.5 thì định giá của chúng ta vẫn đang hướng đến những cái vùng cao hơn, cái vùng từ cái vùng 40-50 trở lên. Đó là về định giá, đó là về định giá của Hòa Phát ha. Và dĩ nhiên với cái mức định giá cao này mà Hòa Phát mang một cái mã danh định giá là 11111. Do vậy thì với cái mã định giá này là khá ấn tượng đối với Hòa Phát rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau xem về cái biểu đồ kỹ thuật. Biểu đồ kỹ thuật của Hòa Phát là cái biểu đồ hình thành nên cái mô hình giá bullish rectangle luôn. Nó tạo một cái nền tảng tích lũy khá là đẹp nên trong nềm rồi sau đó nó lại vượt thoát bứt phá lên những cái vùng mục tiêu chúng ta thấy là khá ấn tượng phía bên trên này. Và cái mục tiêu này á thì về cơ bản á thì Hòa Phát cũng chạy khá là xa,
và mình vẫn kỳ vọng là Hòa Phát sẽ chạy khá là xa, đặc biệt là từ cái vùng 27.5 này lên đến cái vùng 29 sẽ là một trong những cái vùng chốt lời dần đối với cái nhà đầu tư theo xu hướng trung hạn. Và cái kịch bản chốt lời dần này mình hy vọng với cái bảng định giá của mình hướng đến bảng Hòa Phát phải đạt lên đến những cái vùng phía bên trên này, vùng 30-31 về cơ bản. Tuy nhiên thì nó sẽ không đẹp mỹ miều này trong cái quá trình mà nó tăng trưởng, mà sẽ gặp những cái nhịp rung lắc điều chỉnh, đặc biệt là theo thị trường chung, theo tin tức thế giới thì nó tất nhiên rồi sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lùi về những cái vùng hỗ trợ để test lại một lần rồi bật tăng. Và khi mà những cái lùi về những cái vùng hỗ trợ đẹp đó sẽ là những cái động lực để chúng ta mua, tiếp tục gom hàng mua đối với Hòa Phát nha. Những vùng mua đẹp mình hướng dẫn các bạn ở đây này sẽ là những cái vùng quay về test hỗ trợ tại vùng 27.5 sẽ là những vùng hỗ trợ khá là đẹp để test lại rồi tăng trưởng tiếp tục theo cái xu hướng mục tiêu hướng đến vùng 31-32 trên này. Chúng ta vẫn phải hướng đến Hòa Phát là một trong những cổ phiếu tốt về cơ bản cũng như là tốt về cái biểu đồ kỹ thuật. Tại sao chúng ta lại không đầu tư những cổ phiếu như vậy nha? Những cổ phiếu mà có cái xác suất chúng ta gọi là đầu tư khá là ấn tượng và thỏa mãn đối với nhà đầu tư khó tính. KDH. KTH thì vẫn đang lên sình trong cái hộp đa phát, cái kênh sideways này. Cái vùng support hỗ trợ tại vùng giá 24 và cái vùng kháng cự tại vùng giá 25. Bên trên này về cơ bản nó vẫn đang sideways. Cái điểm mua đẹp phải là từ vùng 23.5 cho đến vùng 24 xác nhận đối với cổ phiếu của nhà khăn đường. Và để hình thành nên cái kênh tăng giá về trung hạn thì về cơ bản nó phải vượt thoát ra khỏi vùng 25 để nó tiếp tục chạy ở vùng phía bên trên đó. Nhà khăn điền thì về cơ bản chúng ta vẫn đánh giá là tốt về cơ bản nha. Lợi nhuận doanh thu quý 2 cùng kỳ là vẫn tăng khoảng 100% so với năm trước, định giá khoảng 11.0 và BROE thì cái tỷ số cơ bản khoảng 14.5, như vậy cơ bản tốt. Kỹ thuật thì nó vẫn không quá xấu mà nó đang chỉ sơ quay, nó tích lũy, tức là tạo cái động lực để tiếp tục tăng trưởng trong cái kênh trung hạn thôi. Tiếp tục là MB Bank các anh chị, uống miếng nước này. Rồi MB Bank ạ. MB Bank thì tại sao nó đang có những cái nhịp này, những cái nhịp gọi là những cái nhịp mà chúng ta thấy là bán ngay cái vùng này, gọi là vùng đỉnh ngắn hạn mà thôi. Tại vì sao? Tại vì cơ bản nó đang đi vào cái vùng là từ cái vùng giá mà chúng ta tính từ vùng giá 17 đến cái vùng giá 19 phía trên này sẽ là cái vùng chốt lời về ngắn hạn, về trung hạn chứ, về trung hạn. Tại vì sao? Tại vì cái xu hướng trung hạn của nó là từ khi nó hình thành nên một cái mô hình giá là bullish flat nó tăng lên á, thì đến cái vùng này theo cái tín hiệu kỹ thuật thì nó sẽ gặp áp lực chốt lời về trung hạn. Do vậy thì có những cái nhịp điều chỉnh bắt đầu phân vân ở phía này rồi. Do vậy thì về trung hạn có giữ được nữa hay không? Vẫn giữ được, tại vì điều chỉnh nhẹ phía này vẫn chưa làm kỹ thuật gãy về trung hạn, do vậy vẫn tiếp tục giữ. Về ngắn hạn thì sao? Ngắn hạn thì sẽ phù hợp mở những cái vùng mua từ vùng 17, là sát cái vùng 17 sẽ là cái vùng đẹp để các bạn canh mở mua. Còn cái vùng 17.5 thì về cơ bản nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lùi về, nó test lại đó. Do vậy thì cũng chưa vội mở mua, chứ chúng ta cứ canh những cái vùng hỗ trợ vững chắc phía gần vùng 17 này này, chúng ta mua nó test bật lên trở lại thì về cơ bản nó sẽ tốt hơn ha. Masan thì rõ ràng là một trong những cổ phiếu làm nên tên tuổi cũng như là gọi là anh hùng trong cái những cái vùng rõ ràng chúng ta thấy là Masan này, những cái phiên gần đây nhất là Masan chính là cái động lực, gọi là cái động lực kéo cả thị trường đi lên rồi đó. Trong khi mà những cái đợt trước á, khi mà các cổ phiếu nằm trong rổ VN30 anh em Masan tăng ầm ầm thì Masan lại trong một cái nhịp điều chỉnh, một cái kênh điều chỉnh giảm và cứ xoay quay lầm lì như vậy miết. Thì đến khi mà thị trường gặp cái vùng gọi là cái thời điểm mà khó khăn nhất, cần cái màu xanh để có thể gọi là tâm lý của nhà đầu tư tốt hơn, thì Masan lại lầm đuổi. Chúng ta thấy Masan kéo lên mấy cái phiên vừa rồi rồi tăng rất là mạnh sau khi mà nó vượt ra khỏi cái kênh sideways ngay tại cái vùng giá 56.2 này, 56.3 này, nó bật tên lên đến thời điểm hiện tại là 20% rồi, khá là ấn tượng đối với cổ phiếu Masan. Tuy nhiên thì đó là cái xu hướng tăng về trung hạn thôi, về ngắn hạn thôi. Còn về mà dài hạn và trung hạn thì nó vẫn đang là cái xu hướng giảm giá đấy các bạn, giảm giá đấy. Các bạn đợi mình tí, mình mở xem cái mã định giá của Masan có tốt hay không. Khá là tốt này, 11111. Và hình như mình cũng đã có một cái video về video về định giá của Masan, mình cũng có đăng trên kênh của mình rồi á.
tức là định giá Masan là một trong những cổ phiếu khá là tốt để đầu tư và nắm giữ về trung hạn rồi, về trung hạn và dài hạn rồi. Do vậy những cái nhịp này của Masan sẽ là cái cơ hội để chúng ta tìm cái điểm mua trở lại và chúng ta đầu tư và nắm giữ về lâu dài đối với Masan. Và về cơ bản chúng ta xét về nhà Masan thì ROE khoảng 8.8, mức định giá PE khá là cao, 21. Do vậy thì nhà đầu tư thấy cái mức định giá này khá cao, do vậy cũng hạn chế cái việc mua đó. Và cái thời gian này là Masan tạo cái động lực kéo thị trường đi lên này. Do vậy thì chúng ta cứ đợi một cái nhịp chỉnh phù hợp test lại, và khi đó các bạn cứ nhắn tin hỏi cho mình, mình sẽ báo cái điểm mua phù hợp nhất có thể đối với cổ phiếu của Masan nha. Thế giới di động. Thế giới di động cũng là một trong cổ phiếu khá là hoàn hảo này. Từ cái mô hình giá bullish flat rồi chuyển qua cái mô hình giá là bullish rectangle trong ngắn hạn. Và hiện tại vẫn đang trong cái kênh tăng trưởng khá là tốt, khá là ấn tượng. Xu hướng rõ ràng là cái xu hướng tăng trưởng về trung hạn, dài hạn và cả ngắn hạn đối với cổ phiếu của thế giới di động. Về cơ bản thì cũng xem qua thử cơ bản nó có tốt hay không nè. Thế giới di động này khá là tốt, 11111, cái mã định giá này là chúng ta thấy khá an tâm về cơ bản rồi. Về doanh nghiệp thế giới di động rõ ràng một trong những doanh nghiệp hàng đầu rồi. Đó, về cơ bản. Tuy nhiên thì về cơ bản cái tình hình doanh thu và lợi nhuận quý 2 nó hơi bị suy lỗ, hơi bị giảm so với cùng kỳ á nha các anh chị. Tại vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi tình hình đại dịch đó. Do vậy thì quý 2 của thế giới di động cũng xấu. Tuy nhiên thì tín hiệu kỹ thuật thì lại khá tốt rồi, những cái đường tăng trưởng khá là ấn tượng như thế này. Và cái kịch bản này thì chúng ta để coi chúng ta hướng đến cái mục tiêu của Masan nằm ở vùng nào này. Thì về chỉ báo kỹ thuật thì Masan cũng đã đi vào những cái vùng gọi là cái vùng quá mua rồi về cái chỉ báo kỹ thuật. Do vậy thì những cái vùng từ cái vùng là 106 cho đến cái vùng 112 đây sẽ là những cái vùng chốt lời trong trung hạn đối với cổ phiếu của thế giới di động. Cứ lầu Masan mấy của thế giới di động nha, tức là cái vùng từ 106 cho đến vùng 112 đây là vùng chốt lời về ngắn hạn, về trung hạn. Do vậy về trung hạn thì cái tín hiệu kỹ thuật này không có gì xấu để chúng ta có thể gọi là chúng ta thoát hàng cả. Về ngắn hạn á thì cái điểm mua này vẫn chưa là điểm mua đẹp. Điểm mua đẹp thì nó đã qua rồi, những cái nhịp chỉnh lùi về test lại cái vùng 105 sẽ là những cái điểm mua đẹp hơn đối với nhà đầu tư mở mua mới nha. Chúng ta sẽ hạn chế cái việc mua đuổi khi mà nó đang rơi vào cái trạng thái gọi là cái vùng chốt lời trung hạn, sẽ có những cái nhịp rung lắc qua cái này đấy. Đó là cái việc phân tích về cổ phiếu của thế giới di động. Tiếp theo đó là cổ phiếu Novaland, chúng ta xem sao. Novaland thì bao lâu nay nó vẫn đang xoay quay trong một cái hộp đa vát này. Chúng ta thấy là cái vùng support là vùng 61.5 và với vùng kháng cự resistance là vùng 66 phía bên trên này. Thì về cơ bản cái điểm mua đẹp chúng ta vẫn xem xét cái việc canh mua đối với Novaland, đó là quanh vùng 61 đến vùng 61.65 và gần cái vùng 62 sẽ là những cái điểm mở mua mới đối với Novaland. Các lỗ nếu như cái xu hướng này bị gãy, tại vì nếu như gãy cái xu hướng xoay quay này sẽ là cái xu hướng mà nó test lại khá là xa phía dưới để nó test lại cái vùng hỗ trợ về trung hạn nha. Do vậy thì nên mở mua cái vùng 61.5 đến cái vùng gần vùng 62 đó, và canh nếu như cái nhịp này quá xấu gãy luôn cái vùng 61 phía bên dưới này thì sẽ là cái động lực để chúng ta cắt lỗ nhanh nha. Bây giờ chúng ta mua từ đây nó tăng lên đây 6% và điều kiện đẹp, có cái tín hiệu dòng tiền mà nó vượt thoát luôn khỏi cái vùng 66 ở đây thì sẽ hình thành tiếp tục nên một kênh tăng giá khá là ấn tượng đối với Novaland nha. Cổ phiếu này cũng thực sự là rất là khó đánh đó nha các bạn, khó đánh đối với các nhà đầu tư, đặc biệt nếu như các bạn mua mà không có thời gian quan tâm và tìm hiểu nhiều về tin tức của Novaland thì đây là một trong những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó khá là đánh này. Nó thể hiện ở phía dưới khối lượng và thanh khoản ở đây, có thể thấy là cực kỳ khó đánh đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. BLX. BLX thì đang xu hướng test lại cái vùng hỗ trợ 50, bật lên trở lại liền là một trong những cái nhịp một cái hướng khá là đẹp rồi. Cái vùng mở mua mới ở đây cũng khá là đẹp đối với BLX, từ vùng 49 đến vùng 49.5, 50 phía gần vùng giá 50 sẽ là vùng mở mua mới, vùng mở mua đẹp đối với nhà đầu tư đối với tập đoàn xăng dầu BLX nha các anh chị. Và chúng ta vẫn đang kỳ vọng một cái việc mà bật tăng trở lại, test lại cái vùng kháng cự resistance phía trên vùng 53 và vượt thoát ra nữa thì quá đẹp rồi. Cái kênh này là cái kênh trung hạn về bullish flat, bullish flat cái kênh trung hạn, và ngắn hạn đang hình thành nên cái kênh là bullish rectangle, và chúng ta đang kỳ vọng cái hướng mà tiếp tục bật tăng trở lại đối với BLX nha.
cái thanh khoản những cái phiên gần đây nó cũng đã bắt đầu cạn dần rồi. Do vậy thì cái động lực mà chúng ta mở mua mới từ cái vùng 49 đến 49.550 của BLX là khá là đẹp á ha. Benji thì kỹ thuật tốt rồi. Sau khi mà nó lùi về nó test lại cái vùng 61 thành công thì hiện tại bật tăng lên đến cái vùng 63. Do vậy thì bật tăng lên cái vùng 63 là một trong những cái tín hiệu tốt kèm với khối lượng thanh khoản bắt đầu tăng trở lại. Tức là BNG đang được cái nhà đầu tư bắt đầu để ý đến rồi. Do vậy thì mình cũng đã, những cái video trước mình cũng đã phân tích và hướng dẫn anh chị vào những cái vùng giá 61 đối với BNG là khá là đẹp. Và đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang nằm trong vùng an toàn. Do vậy chúng ta vẫn đang chờ đợi cái kênh mà vượt thoát bật tăng đối với BNG. BNG thì khỏi phải bàn, một cái cổ phiếu mà chúng ta có cái nền tảng cơ bản tốt. Cái mã định giá nó là 11110. Đó, do vậy thì về cơ bản cái mã định giá này sẽ là cái niềm tin để chúng ta đầu tư và nắm giữ về lâu dài đối với một cổ phiếu tốt như BNG. Rồi, bầu thì nó đánh khá là khó. Các anh chị thấy là sau một cái nền sideways tích lũy tốt, giữ hàng, gom hàng thì chúng ta cứ tưởng rằng nó sẽ bật phá lên những cái vùng khá là cao. Tuy nhiên thì đến cái vùng 11 thì nó lại rơi rồi. Hiện tại nó đang rơi và khiến cho các cái chỉ báo kỹ thuật tại đây nó đang dần có cái tín hiệu đảo chiều trở lại đối với cổ phiếu của bầu. Do vậy thì một trong cái vấn đề hiện tại bầu đang rất là khó đánh. Do vậy thì đối với mình thì mình đang lờ đi đối với bầu để lựa chọn những cái cổ phiếu khác mà nó có cái xu hướng đánh nó dễ dàng hơn ha. Thì như mình nhắc lại á, thì mình chỉ đang chia sẻ cái quan điểm đầu tư cá nhân của mình thôi nha. Thì cái quan điểm đầu tư cá nhân của mình có thể đúng, có thể sai. Tuy nhiên thì về vấn đề đầu tư lâu dài và tổng kết lại sau quá trình đầu tư lâu dài vài tháng và cuối năm chúng ta tổng kết lại, thì với cái kinh nghiệm và cái việc mà quản lý cái nguồn vốn, quản lý cái việc đầu tư của mình á, thì về cơ bản nó sẽ mang lại lợi nhuận cho các cái nhà đầu tư. Và nếu như các bạn là quan tâm và tin tưởng mình thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại tại đây để được mình hỗ trợ và tư vấn về các cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm nha. Ri hiện tại chúng ta thấy là Ri đang trong một cái kênh tăng trưởng khá là đẹp rồi. Ri mà ai anh chị nào còn nắm giữ thì chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi. Và khả năng ở đây chúng ta vẫn thấy cái hướng là khả năng nó tiếp tục nó bung lên, nó bật tăng trở lại để nó tiếp tục trong một cái xu hướng tăng này. Nó cứ nền chồng nền, nó tạo những cái nền tích lũy chúng ta thấy khá là đẹp đối với cổ phiếu của Ri. Và dòng tiền này chúng ta thấy là khối lượng thanh khoản, chúng ta nhìn thấy là rõ ràng dòng tiền vẫn đang tồn tại trong Ri mà vẫn chưa có ai muốn bán Ri ra cả. Do vậy thì về cơ bản dòng tiền nó còn nằm ở đây thì nó tích lũy, những cái nhịp tích lũy cũng như là test lại xong cái vùng hỗ trợ tốt rồi thì nó cứ mà bật tăng trở lên thôi ha. Nó tăng mà chúng ta thấy là tăng hình như phá vỡ mọi cái tín hiệu kỹ thuật luôn, mọi tín hiệu kỹ thuật tại đây luôn. Cái vùng hỗ trợ 41 này mà nó tích lũy tốt nữa một cái đẹp nữa thì chúng ta xác định cái hướng nó lên đến cái vùng 44-45 phía bên trên này. Thì về cơ bản chúng ta vẫn đánh ngắn được đối với Ri nha. Chúng ta vào trễ tự nhiên chúng ta vẫn nhận hàng và chúng ta đánh ngắn được. Về trung hạn thì nắm giữ cái này thì chúng ta quá tuyệt vời rồi, vẫn tiếp tục nắm giữ thôi nha. Rốt thì sôi thôi, nó cứ lên nó xuống rồi chúng ta đánh, rồi chúng ta rất là khó đánh nên là mình sẽ hạn chế cũng như là không phân tích đối với rốt nha. Các anh chị mà muốn lướt sóng và muốn cảm nhận những cái tín hiệu mạo hiểm đối với rốt thì cứ nhắn tin cho mình thì mình sẽ có những hỗ trợ riêng thôi, chứ còn về cộng đồng chung á thì mình sẽ hạn chế cái việc phân tích đối với rốt. SAB thì sao? SAB thì kỹ thuật quá là đẹp rồi, nó về nó lại test xong cái đường moving average tại cái vùng 185, 184, 85 ở đây rồi, nó lại bật tăng trở lại rồi. Chúng ta trong room VIP chúng ta khuyến nghị mua cái vùng đâu 187, 88 ở đây này. Giờ nó cũng đã tăng lên đến 2-3%. Cái này, cái nhịp này, cái SAB mình vẫn đang hy vọng là nó sẽ tăng khá là ấn tượng á. Nó sẽ tăng lên cái vùng 205 phía bên trên này. Đó, cũng tương đối là ấn tượng đối với cổ phiếu SAB. Do vậy thì các anh chị đang có hàng đối với SAB vẫn tiếp tục nắm giữ thôi. Cái xu hướng này nó bật tăng trở lại và khá là mạnh, cho thấy cái dòng tiền vẫn đang đồng thuận và ủng hộ cái xu hướng tăng của SAB. Về SAB thì nó thời gian vừa qua các anh chị có biết là nó gặp khá là nhiều
cái tin tức mà ảnh hưởng tác động từ cái việc cái nghị định của chính phủ cũng như là cái tình hình đại dịch bệnh nó vừa trải qua thì cũng tác động đến cái tình hình doanh thu và lợi nhuận của SAB khá là nhiều. Đặc biệt nếu như mà chúng ta thấy là cái kết quả về doanh thu và lợi nhuận quý 2 nó bị suy giảm so với cùng kỳ khoảng 20%. Tuy nhiên thì cái mức những cái chỉ số cơ bản của SAB vẫn đang tốt khoảng 22.1%. BE được định giá khá là cao 29. Như vậy thì về cơ bản chúng ta sẽ đánh nhanh những cái nhịp đánh lướt sóng của SAB thôi. Còn khi nào nó tốt hẳn lên á, thì chúng ta mới quyết định là nắm giữ về trung hạn và như dài hạn. Thì tùy theo thị trường cũng như là tùy theo cái tình hình mà nhà đầu tư đang bắt cái trend cho cổ phiếu của SAB như thế nào thì chúng ta cứ follow theo để chúng ta có những cái nhịp đánh nó phù hợp nhất theo cái xu hướng dòng tiền của Bitcoin. Của MM thì chúng ta cứ dựa theo cái dòng tiền của các cái nhà tạo lập để chúng ta đánh theo, để chúng ta kiếm được những cái mức lợi nhuận cho bản thân của chúng ta nha. FPT thì vẫn đang dần tích cực trở lại rồi. Vẫn đang dần tích cực trở lại thì chúng ta thấy đang xu hướng test lại cái vùng đỉnh ngay chỗ này. Đang test lại cái vùng đỉnh chỗ này. Và chúng ta thấy là SAB khả năng vẫn tiếp tục test lại cái vùng đỉnh trên này. Khi mà nó test gặp cái vùng đỉnh thì về cơ bản theo cái hướng phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ gặp những cái nhịp rung lắc điều chỉnh test lại cái vùng hỗ trợ. Và nó cần tìm một cái vùng hỗ trợ gọi là cái vùng hỗ trợ vững chắc nhất. Mình sẽ chủ động tìm cái vùng hỗ trợ vững chắc nhất để chúng ta xác định là có nên tham gia vào SBT hay không. Vì cái kịch bản mà nếu như nó test lại cái vùng hỗ trợ thành công thì nó bật tăng sẽ khá là mạnh. Sau cái thời gian mà chúng ta thấy cái thời gian nó giảm giá downtrend về ngắn hạn, về dài hạn và lẫn trung hạn, và đến thời điểm này sẽ là một trong những cái nhịp cũng như là thiên thời địa lợi thôi. Chúng ta kết hợp với tình hình thị trường chung thì những cái bậc tăng trở lại của SAB và chúng ta đón nhận những cái vùng mua đẹp nhất có thể để chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Hiện tại cái vùng 16.5 chúng ta hạn chế việc mở mua mới, chúng ta vẫn tiếp tục quan sát quanh vùng giá này nha. Đây không phải là vùng mua đẹp đối với SBT, mua vào thì sẽ gặp rất là nhiều rủi ro. Nó tăng lên thì không nói, chứ nó test lại thì về chúng ta sẽ lỗ tạm thời á. SSA thì cái mô hình trung hạn là mô hình Japanese Rectangle và nó vẫn đang tăng trưởng trở lên. SSI đang gặp khó tại cái vùng phía trên này, vùng 18 đến vùng 18.2, thì về cơ bản đây là cái vùng chốt lời về trung hạn rồi, thì đó là hướng phân tích kỹ thuật. Do vậy thì khả năng xấu nhất là nó sẽ test lại cái vùng phía bên dưới này là 17 rồi nó bật tăng trở lại, và xu hướng bật tăng chúng ta vẫn đang hướng đến cái vùng 16.19-20 phía bên trên này, 19-20 phía bên trên này theo cái xu hướng phân tích kỹ thuật đó. Do vậy mà cái vùng 18 đây khá là nhạy cảm để mở mua mới, tốt nhất là nếu như nó test lại vùng 17 chúng ta mua vào là khá là đẹp. Còn về xu hướng trung hạn chúng ta vẫn đang tiếp tục nắm giữ cho xu hướng, cho cái xu hướng trung hạn đó. Về ngắn hạn nó đang có những cái nhịp sideways tạo cái nền tảng tích lũy tại cái vùng 17.5 cho đến vùng 18.2, như vậy chúng tiếp tục quan sát cái này đó. Mà nó test xuống vùng 17 bật lên thì quá là đẹp để chúng ta mua nha. Còn nó vượt thoát luôn khỏi vùng 18.3 thì chúng ta vẫn tiếp tục mua đuổi được nha, mua gia tăng, mua tăng cường để hướng đến những cái mục tiêu cao hơn đối với SSI. Về cơ bản chúng ta xét lại về cơ bản nó có tốt hay không này. Mở cái bảng định giá của mình lên cho nó chắc cái này này, 11011. Do vậy về cơ bản cái định giá này là tốt này, về cơ bản là tốt. Đối với cái mã định giá 10111 thì cho 11011 cho thì cho chúng ta biết đối với cổ phiếu của SSI là một trong những cái cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán gần như là đứng top của nhóm ngành chứng khoán rồi. Với cái mức doanh thu và lợi nhuận quý 2 thì chúng ta thấy là tương đối tốt so với cùng kỳ, là tăng trưởng khoảng 70-100%. ROE đánh giá trung bình 10.7%, mức định giá PE khoảng 11. Thì như vậy về cơ bản nó cũng tốt. Do vậy thì cái xu hướng cơ bản và xu hướng phân tích kỹ thuật vẫn đang ủng hộ cho cái xu hướng tăng giá tiếp theo của SSI nha. STB thì vẫn đang sideways. Đối với STB thì ghi nhận nó vẫn đang sideways trong cái vùng support từ vùng 13 cho đến vùng 14 phía bên trên này. Và cái kịch bản của STB sẽ là cái kịch bản là trung hạn, ở đây là cái mô hình giá này bullish này, bullish flat và tiếp tục tăng trưởng trở lên. Và như bao cái cổ phiếu khác thì
STB vẫn phải chịu những cái áp lực, gọi là cái áp lực chốt lời về trung hạn rồi. FPT nếu như mà nó tích lũy xoay quay quanh cái vùng 13 này, không thủng là cái vùng 13 này này, là cái vùng để các anh chị mua mới rất là đẹp. Và chúng ta vẫn đang hướng cái kịch bản và tăng trở lại đối với STB trong cái kịch bản này. Về cơ bản STB á, thì nếu như mở mua mới quanh cái vùng 13 thì mình vẫn khuyến nghị là mở với cái tỷ trọng thấp hơn so với các cổ phiếu khác. Thì về cơ bản cái kênh xu hướng của STB về trung hạn và dài hạn nó xấu hơn so với cổ phiếu khác á, tức là xu hướng downtrend này và cái kịch bản mà chúng ta tăng trưởng, tuy nhiên thì nó không có sự đồng thuận và không đều. Do vậy thì cái tỷ trọng nên dành thấp hơn so với các cổ phiếu khác. Các cổ phiếu khác mà chúng ta thấy vẫn đang cái xu hướng tăng trưởng tốt á, thì chúng ta dành cái tỷ trọng nó cao hơn. Còn đối với STB thì cái vùng mở mua mới đẹp như mình khuyến nghị là từ vùng 13 nó rất là đẹp. Vượt thoát ra khỏi vùng 14.5 thì chúng ta cứ quyết định mua tăng cường để hướng đến cái mục tiêu 15.5 cho đến 16 bên trên này nha. Techcombank thì như thế nào nè? Techcombank thì hiện tại đang xấu cũng như là gãy kỹ thuật ngắn hạn rồi. Đó, nên cái dòng ngân hàng mà vừa bây giờ chúng ta nhận thấy là nó đang sao, nó đang bị chạm cái gọi là cái vùng chốt lời về trung hạn đó. Do vậy thì sẽ gặp những cái nhịp điều chỉnh nó đi xuống. Do vậy các anh chị cẩn thận ở vùng này nha. Chúng ta mua mà bị gãy kỹ thuật á thì chúng ta cắt ngay tại cái vùng 21 này này, 21.3 này mà STCB nó giữ được á thì chúng ta mới tham gia. Mà nó thủng luôn cái vùng 21.2, 21.3 thì thôi, chúng ta tiếp tục quan sát canh thôi nha. Chứ đừng vội mua vào. Chúng ta thấy hiện tại cái giai đoạn này nó bán khá là mạnh ra này. Đó. Bán khá là mạnh ra luôn. Như vậy thì rất là nguy hiểm, bắt đáy vào một cái là nguy hiểm. Như vậy bắt đáy, ví dụ bắt đáy 10 lần thì chỉ có là 1-2 lần nó trúng thôi, còn 8-9 lần kia là nó sai rồi. Như vậy rủi ro khá là cao. Như vậy khi nào mà nó đẹp về cái mặt phân tích kỹ thuật đã rồi chúng ta mới vào cũng chưa muộn nha. Cứ trễ một nhịp không sao cả, các anh chị đừng có vội. TCH này, TCH có nên vào hay không thì các anh chị rất là quan tâm. Tại vì TCH là một trong những cổ phiếu như các anh chị biết là nó khá là khó đánh luôn, nó khá là khó đánh này. Tại vì sao? Tại vì cái giai đoạn này chúng ta thấy là như cái đỉnh núi, một cái sườn núi này, rồi nó giảm xuống khá là mạnh. Do vậy thì về cơ bản nó có một cái tiềm thức cũng như là cái vấn đề cái tin xấu về quá khứ rồi, khá xấu. Cái quá khứ nó xấu và nó ảnh hưởng, nó tác động đến tương lai và hiện tại. Do vậy về rất là nhiều nhà đầu tư về chừng đối với TCH. Mình cũng không có hạn chế, mình cũng rất là hạn chế đánh TCH luôn ha. Do vậy thì mình vẫn đang phân tích về kỹ thuật thôi, chứ còn việc khuyến nghị TCH thì mình sẽ không khuyến nghị. Nó vẫn đang xoay quay trong một kênh xoay quay và cái xu hướng rõ ràng trung hạn dài hạn đang xuống giảm giá. Với những cổ phiếu này chúng ta sẽ hạn chế việc mở mua khi mà nó lấy lại được cái uy tín và cái danh dự cho nó sau những cái nhịp mà chúng ta thấy đánh quá là thảm như thế này nha. Và vẫn có các nhà đầu tư tham gia vào TCH. Tại vì sao? Tại vì chúng ta như mình đã nói rồi, mỗi nhà đầu tư thì có một cái phong cách đầu tư riêng mà thôi. Và cái phong cách đầu tư riêng nó tốt hay xấu là do cái việc nó mang lại lợi nhuận cho chúng ta nhiều hay không mà thôi nha. Chứ còn chúng ta không có đưa ra, mỗi nhà đầu tư thì tất nhiên rồi, chúng ta có mỗi cách sống khác nhau và do vậy cách đầu tư của chúng ta cũng khác nhau. Đối với mình thì mình quan trọng cái vấn đề là an toàn là nhiều hơn. Mình cứ an toàn, bảo vệ được vốn, bảo vệ được tiền rồi mình mới tính tới cái chuyện là đầu tư tiếp theo nha. Tiếp theo là Vietcombank anh chị. Vietcombank thì nó vẫn đang xoay quay thôi, vẫn chưa có cái gì để chúng ta xem xét để chúng ta mở mua cả. Còn nó có tăng hay không thì chúng ta xem xét sau. Trên xoay quay này nó sẽ chôn vốn, nó sẽ dồn tiền, nó sẽ ghim tiền ở dưới đây chúng ta, mà chúng ta sẽ bỏ lỡ đi cơ hội cho các cái phí đầu tư cho cổ phiếu tốt khác nha. Tới Vinhome này. Vinhome thì đã quay trở lại cái vùng tích lũy, tức là biến cái vùng resistance thành cái vùng support ngay tại cái vùng 76.8, 77 phía này này. Đó thì về cơ bản nó quay lại trở vùng này, nó test lại thì về cơ bản nó bắt đầu tốt rồi. Nó cứ giữ được vùng 77 thì nó sẽ tiếp tục nó bật tăng trở lại nha. Tuy nhiên thì cái xu hướng của Vinhome hiện tại đang xoay quay, đang lình xình cũng khá là xấu. Chúng ta chọn cái cổ phiếu khác có cái xu hướng tốt hơn, đặc biệt là trong họ nhà Vin trong thời gian này nó xu hướng nó điều chỉnh khá là nhiều á. Do vậy thì chúng ta cũng hạn chế mua mới đi nha. Vingroup này, Vin thì cũng tới tạo được cái nền hỗ trợ tốt rồi tiếp tục bật tăng trở lại này. Đó. À, cái xu hướng của Vin thì Vingroup á thì sẽ tốt hơn là Vinhome.
Do vậy thì cũng bắt đầu khuyến nghị cái việc mở mua quanh cái vùng 92, 93 ở trên này, test một ít tỷ trọng thấp thôi. Cổ phiếu của dòng họ Vin cái này các bạn, các anh chị đừng nên mua cái tỷ trọng nhiều nha, mua cái tỷ trọng thấp ra. Cái tỷ trọng cao hơn dành cho các cổ phiếu khác tốt hơn thì nó ổn hơn. Vietjet. Ở Vietjet thì cũng chưa mua được nha anh chị. Nó vẫn đang sideways, nó tạo nền tích lũy này cũng khá là khó chơi cũng như là bị chôn vốn nên chúng ta chọn cổ phiếu khác thôi. Xu hướng của nó vẫn đang sideways tạo cái nền tích lũy ha. Xu hướng trung hạn và dài hạn vẫn đang xu hướng downtrend giảm giá. Do vậy thì về cơ bản thì nó là một cổ phiếu tốt á. Do vậy thì khi mà có tín hiệu mà nó vượt thoát và nó tăng trưởng trở lại thì chúng ta mới mua, chúng ta tích lũy dần để chúng ta hướng đến cái kịch bản là chúng ta đánh theo cái nền tảng của doanh nghiệp. Đó là cái nền tảng mà hãng hàng không Vietjet đang tạo ra. Thì cái nền tảng đó thì cái cơ hội nó vẫn còn đó. Và cái việc này chúng ta mua thì chúng ta cứ tiếp tục là quan sát cổ phiếu, những cái nhịp đánh tiếp theo nó tốt hơn thì chúng ta mua tích lũy dần dần cũng chưa muộn nha. Vinamilk. Vinamilk thì cứ chạm cái vùng 106.5, 107, 106.7 bật tăng trở lại thì quá là đẹp trong một cái hướng phân tích kỹ thuật. Nó thủng luôn phía bên dưới này thì xem xét cái chuyện là các lỗ trong ngắn hạn nha. Các lỗ trong ngắn hạn, trung hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ được thôi. Đây là cái xu hướng là bullish flat này, vẫn tiếp tục tăng này, vẫn tiếp tục hướng đến cái vùng tăng. Do vậy thì về ngắn hạn á, chạm vào 106, chạm vào 106.5, 106.7 bật tăng trở lại thì quá đẹp trong một cái kịch bản của Vinamilk nha. Còn thủng luôn, gãy luôn phía dưới này thì phải xem xét cách thôi. VBank thì vẫn đang sideways này, vẫn đang sideways. Thì khả năng nó sẽ tiếp tục sideways, nó test lại vùng hỗ trợ gần vùng 23 này rồi chúng ta mới quyết định cái việc mua, mở mua mới hay không nha. VRE này. VRE cũng như họ Vin thì như mình nói là cũng hạn chế mua cũng như là mua với tỷ trọng thấp hơn so với các cổ phiếu khác nha. Nó đang lình xình, nó test lại cái vùng hỗ trợ 27 trở này này, tốt thì nó mới tiếp tục xu hướng nó tăng trở lại. Nó test lại vùng kháng cự 29 phía trên này. Do vậy vẫn tiếp tục quan sát chưa. Thôi chưa có cái vùng mở mua đẹp đối với cổ phiếu VRE. Rồi cũng khá là dài rồi, cả một tiếng đồng hồ rồi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã ngồi theo dõi và lắng nghe những video nhận định phân tích của mình. Thì tất nhiên đây là những video phần nhận định và phân tích theo quan điểm đầu tư cá nhân của mình, chia sẻ cùng với anh chị thôi nha. Các anh chị đừng có những cái nhận định gì mà nó mỗi người mỗi cái quan điểm đầu tư cá nhân nên chúng ta sẽ có cái sự khác biệt. Và các anh chị thấy nếu đúng thì ủng hộ like cho mình, hoặc là cứ vào cái việc là mở hỗ trợ cho mình một cái tài khoản giao dịch chứng khoán bên VBS ha. VBS để mình có thể quản lý và hỗ trợ giúp anh chị. Và cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và chúc anh chị có một cái tuần, ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình.